Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của An Phát Computer. Tiếp tục sẽ là một trong những cái video giới thiệu về mini PC. Cụ thể hơn thì cái phiên bản đang có trên tay cũng như bên cạnh mình đây là chiếc MSI Kobe 3 Silent, cái phiên bản sử dụng CPU Intel Core i5 thế hệ thứ 7 của Intel. Và để xem thì chiếc mini PC này có điểm gì đặc biệt cũng như là cái hiệu năng của nó trong quá trình khi mà sử dụng và làm việc nó ra làm sao, anh em cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình cầm cũng như nhìn vào chiếc mini PC này phải nói là nó khá là nặng, bởi vì cái chất liệu hoàn thiện của nó chủ yếu được làm từ kim loại. Anh em sẽ có hai cái phần, đó chính là phần heat sink tản nhiệt cũng như là phần thân máy. Thì đối với phần heat sink tản nhiệt thì các bạn sẽ có thêm một cái phần đế cũng như phần nắp đậy ở bên trên này nữa, sẽ có thêm cái logo MSI được in với cái dòng chữ màu trắng ở đây. Ngoài ra thì về cái phần viền của nó thì cũng đã được cái nhà sản xuất này họ cắt cái CNC nhìn trông khá là sang trọng cũng như là đẹp mắt, và mình đánh giá cao về cái việc mà MSI họ cắt cái phần viền CNC này, nhìn nó sẽ tạo nên một số những cái điểm nhấn về cái phần mặt trước của chiếc mini PC này. Đối với phần thân máy thì ngoài cái việc như mình đã nói là nó được hoàn thiện từ chất liệu kim loại, thì MSI họ cũng đã in lên đây cũng như là họ đã làm những cái họa tiết hoa văn sức phay ở trên này, nhìn trông nó cũng khá là đẹp cũng như khi mà cảm giác anh em sờ vào nó cũng rất là thích tay. Và đặc biệt thêm thì ở cái phần thân máy này thì các bạn sẽ có rất là nhiều những cổng kết nối. Đầu tiên thì ở phần mặt trước anh em sẽ có hai cổng USB 3.1 và một cổng audio 3.5mm in và out. Tiếp đến là một cổng cắm nguồn. Khi mà bật nguồn lên thì cái cổng nguồn này nó sẽ có thêm một cái bóng led nữa để có thể phát sáng, giúp cho anh em có thể nhận biết thì chiếc mini PC của chúng ta nó có điện để sử dụng hay là không. Ở bên cạnh phải thì nó sẽ không có bất kỳ một cái cổng kết nối nào. Còn ở phần cạnh trái thì tiếp đến anh em sẽ có hai cổng USB 2.0 này. Và cái vị trí được đặt nhiều các cổng kết nối nhất có lẽ đó chính là về cái phần mặt sau. Đầu tiên thì các bạn vẫn sẽ có là hai cổng USB 3.1, tiếp đến là hai cổng xuất hình ảnh là HDMI cũng như là DisplayPort. Với cổng HDMI này thì theo như nhà sản xuất họ có nói đó chính là các bạn có thể xuất tối đa ra những cái màn hình có độ phân giải tối đa là 4K với một màn hình. Và nếu như các bạn không muốn xuất cũng như là không có màn hình 4K thì các bạn có thể xuất tối đa là 3 chiếc màn hình Full HD với tần số quét lên tới là 60Hz. Tiếp đến thì nếu như anh em để ý kỹ một chút thì các bạn sẽ đoán cũng như từng nhầm, đó chính là nó sẽ có tới 3 cổng mạng LAN để có thể kết nối internet, nhưng thực chất thì anh em sẽ chỉ có 2 cổng mạng LAN mà thôi. Ngoài ra thì nó sẽ có đây thêm một cổng COM1 cũng như là cổng COM2. Thì theo như mình có tìm hiểu cũng như là các anh chị bên MSI cũng bảo đó chính là với cái cổng COM1 cũng như cổng COM2 này, nó sẽ để kết nối với lại những cái thiết bị ví dụ như là cái đầu đọc mã vạch này. Ngoài ra thì nó cũng kết nối được với những cái máy in hóa đơn và một số những cái thiết bị liên quan tới ngành y học khác nữa. Thì các bạn có thể tìm hiểu cũng như nếu như ai là một trong những người thường xuyên sử dụng những cái thiết bị đó thì các bạn hoàn toàn có thể biết được những cái cổng kết nối như thế này. Thì hai cổng kết nối cuối cùng đó chính là một cái cổng cắm nguồn cũng như là một cổng Kitchen Lock, và đó là toàn bộ tất cả những gì có ở trên cái chiếc mini PC này về cổng kết nối. Ở phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có đầu tiên đó chính là về những cái thông tin, ví dụ như là tên con chip là Intel Core i5 thế hệ thứ 7 này. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một số những cái thông tin khác về series, về cái mã hiệu của chiếc mini PC này. Và ngoài ra nữa thì các bạn sẽ có thêm là hai cái phần khe để hút gió giúp cho cái luồng khí khi mà đi vào chiếc mini PC này nó sẽ tản nhiệt cho tất cả những cái linh kiện ở bên trong, và bốn cái con ốc vít ở phần bốn góc cạnh này nữa để giúp cho anh em có thể tháo lắp ra một cách dễ dàng cũng như nâng cấp những cái linh kiện ở bên trong. Và ngoài ra thêm đó nữa thì các bạn sẽ để ý một chút, các bạn sẽ có bốn cái con ốc cũng như bốn cái chân vít ở đây để giúp cho anh em có thể lắp được những cái phụ kiện rời, ví dụ như nhà sản xuất đã tặng đây cho anh em để các bạn có thể lắp vào sau những cái màn hình máy tính để giúp cho nó trở thành một cái bộ case máy tính all-in-one giống như là những cái bộ case máy tính all-in-one mà đã được các hãng lắp sẵn rồi. Với thông số phần cứng thì các bạn sẽ có một con chip CPU Intel Core i5 7200U, một CPU lõi kép được sử dụng trên rất là nhiều những chiếc laptop cách đây khoảng 1 năm. Và với con CPU này thì nó sẽ được trang bị cái card đồ họa tích hợp là Intel Graphics 620. Cũng như về cái khả năng nâng cấp thì các bạn có thể nâng cấp tối đa lên tới là 32GB RAM. Còn về những cái nâng cấp về ổ cứng thì anh em sẽ có sẵn là hai cái khe cắm dành cho SSD và một cái khe cắm SATA 3 để có thể kết nối được với những cái ổ cứng SATA 3 hoặc là ổ cứng HDD thông thường. Đối với cái khả năng trải nghiệm cũng như cái hiệu năng của chiếc mini PC này thì mình có sử dụng qua rất là nhiều những cái tác vụ cơ bản hàng ngày, ví dụ như là lướt web này, mình mở những cái ứng dụng liên quan tới văn phòng như là Word, Excel, PowerPoint, và đặc biệt đó chính là chơi tự game lên điện thoại. Thì chiếc mini PC này nó đáp ứng khá là tốt, nó đem đến cho mình một cái trải nghiệm phải nói là tương đối là nhanh. Và đặc biệt đó chính là trong quá trình khi mà chơi tự game lên điện thoại thì với mức thiết lập để ở chỉ là medium thì nó vẫn đạt được con số là khoảng trên 60 FPS. Tuy nhiên thì khi mà mình setting nó ở mức gọi là max setting thì FPS của nó chỉ đạt được khoảng
là 30 fps mà thôi. Một điểm là mình rất là ấn tượng đó chính là về cái mặt nhiệt độ. Mặc dù là chiếc mini PC này nó không được trang bị quạt tản nhiệt, nhưng mà trong quá trình khi mà mình chơi lên điện thoại thì nhiệt độ của CPU nó chỉ dao động trong khoảng là từ 45 cho tới hơn 50 độ C mà thôi, một con số phải nói là cực kỳ ấn tượng. Và đó là toàn bộ những gì mình muốn gửi tới cho anh em về chiếc mini PC MSI Kobe Bar Silent, một trong những chiếc mini PC nó có một hiệu năng cũng khá là tốt, đặc biệt là thiết kế đẹp chắc chắn và cái độ tương thích của nó rất là cao. Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc mini PC này thì đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận cho mình cũng như các bạn xem video này biết. Còn video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn xem video cảm thấy hữu ích đừng quên like, share cũng như subscribe để xem những video mới nhất của chúng mình tại channel YouTube của Hanphat Computer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video kế tiếp.